Ví dụ nữa để thành một con ong. Chúng ta thành một con bọ dừa. Bọ dừa màu lâu và một chiếc cây. Có một bông hoa trên trời và có một bông hoa trên trời và có một chúng ta sẽ vẽ một cái cây. Mà chúng ta sẽ không cần phải vẽ. Đúng rồi, chúng ta sẽ làm một con sư tử. Em chẳng được làm gì hết. Đấy. Không lại, chị Linh. Chưa lại, chị Linh. Trời ơi, em yêu ơi. Em mở bố. Rồi đây rồi. Xong rồi tô cái này nhá, chị Linh nhá. Mợ, chị xem con sư tử. Trời rông, tô cây rông, tô một cái cây, tô thường. Tô cây ở đây, không có gì ăn đất. Cái này trên trời.